chính là Crazy Line đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với vòng quay của Vidac để coi nó quay gấp đẹp bao nhiêu nha. Ôi cao vậy. Ủa, đẹp 14 hả? Đẹp 14 là nhiều trái mạnh lắm á nha. Thì thật không thể tin được, ở đẹp 14 đó chính là trái Rumble, một trong những trái khá là ngon trong việc PvP luôn. Nói chung thì cũng khá là áp lực ha. Và bây giờ thì sẽ tới lượt mình quay để xem coi là ra được đẹp bao nhiêu nha. Ado update 15, what the hell, ui 16 luôn, à không 15, nhưng mà số 15 thì chắc chắn phải hơn số 14 rồi đúng không? Thì update 15 này mình có thể sử dụng được trái Magma hoặc là trái Human. Tụi nhiên thì mình nghĩ là mình sẽ xài trái Magma. Thì ở trận chiến này tụi mình chỉ xài giác quỷ thôi nha, không được xài bất cứ thứ gì khác. Ây da, ơi tao chưa nói xong mà mày giỡn hả mày? Ôi sao mày né được? Ôi trời, nó đánh chắc lâu à. Cực dịch, mày chết. Ấy phải, thằng Tuyu không nâng điểm phút. Thì sau pha nãy mình đã đi đổi lại tất cả mọi thứ rồi, bây giờ chúng ta sẽ có thể bắt đầu là trận chiến rồi đó. Vô. Mày. Ui ui. Mày. Ủa sao hổ có nó phát. Tê cho em. Nè nè, tao lái con ngựa. Lái con ngựa. Ủa mẹ mày nè. Làm gì vậy? Ai làm gì vậy? Làm gì vậy? Em bị lắc rồi. Ai làm gì vậy? Làm gì vậy? Má tin dụ danh đó xuống. Làm gì vậy? Trời chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Có điều hướng quá các bạn ơi. Ê nè, lái con này đâm vô chết luôn rồi. Bấm chiêu nào là chiêu đó đứng yên không trời. Ai má em gà vậy. Vậy là trận chiến đầu tiên đã kết thúc một cách vô cùng nhanh chóng với tỷ số là 1-0 nghiêng về mình. Tới em nè, tới em qua trước á. Quay. Ok. Em ra cái gì? Update. Đồ. Trời. Chỉ ngày mày chết. What the fuck. Ôi Valentine event. Cái lớp. Ok, mày đặt ăn cái lớp đây. Thì với việc sở hữu cái lớp thì mày đặt đang âm mưu quýnh hội đồng mình bằng thằng đệ của nó. Nên là bây giờ mình phải quay một trái thiệt là ngon. Ai gì hả? Vô một khúc. Mà update 4. Update 4 là cái gì? Kẹt. Ôi nhặn hai chiếc hương dưới nước luôn. Wow. Nom. Vô, quýnh nó đã. Ngược kèo bấm chiêu ép cho anh lên. Mày. Ui. Ôi, trái xanh mạnh gì vậy? Nè. Đủ. Để chiêu đệ tử ra đánh. Rồi sao nữa. Sấy chết mày luôn nè. Trời. Ui, dết chết. Mày. Mày nốt hả? Mày. Dạ. Mày. Ai mày chơi mày xài tập người cá không mày? Ai ơi, cháy lớp khó chịu quá, nó bắn đầy mặt đây, luôn rồi. Mày, mày thách thức ai vậy? Nữa nó bắn vô mặt nữa rồi. Mày. Rồi, sao nữa? Sao nữa? Dạ. Lụm rồi đó, xong rồi đó, chết rồi đó. 8000 dam luôn, what the fuck? Dạ, khùng quá mày. Rồi. Chỉ là trò đùa thôi, dụ anh đó. Ơi thằng đại em quýnh năng động luôn á, má nó gực nó quýnh kìa. Ghê. Ủa trúng không? Ôi đau rồi. Rồi xong. Chết đâu đừng có lo. Xong. Chiến này. Thôi mà. Ôi xong chết. Ơi đừng quấy gói nữa, má chiêu em quấy gói. Chết. Chị nó chưa chết nữa. Cứt gì mày châu vậy? Đừng mà tiếp. Mày. Vậy là tỷ số bây giờ đã được nâng lên 2-0 dành cho mình. Quá là easy luôn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với vòng thứ 3 của Vidac. Ôi, cứt gì? What the fuck? What the fuck? Trời ơi. Ui, 18 luôn kìa. Update 18 không có trái gì hết. Thì do update 18 là chỉ để thức tỉnh tập V4 thôi, nên là nó không có trái quỷ gì mới hết. Và điều này đồng nghĩa với việc vòng này Vidac sẽ sử dụng trái Rocket để PvP. Không có trái gì hết là em phải xài trái Rocket đó nha. Quan trọng là người xài hả ba? Thì không? Em thì trái gì cũng mạnh. Ok. Tới anh nha. Ôi. Ôi, 21 là trái Kitsune gì á. Đúng không? 21 là trái Kitsune gì nữa. Trái gặp. Lần này anh mới cho biết thế nào là quýnh hội đồng nè. Anh còn mất một mạng nữa chứ, anh có tới 2 mạng nữa. Ừ chuẩn. Ơi mấy cái này ngon nha, vô quýnh nè. Mày. Mình tặc là tặc sao? Ui da, gì ghê vậy? Nhà bay lên trời nè đó. Ơi ghê vậy fan. Ây da, quýnh hội đồng đó. Quýnh nó đi. Ôi, cứt gì trái mạnh vậy?
Ôi rồi 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 rồi. Dạ, dạ. Rồi. Ai nữa nè, chịu hồi để uống hơi động nữa nè. Em không biết nào là anh vậy á. Hệ cái này hệ của bên vậy. Thiệt hả? Không biết anh là ai thiệt luôn. Ê, cái này nó là cái lỗi của anh không? Di chuyển lộn lắm nội. Anh quýnh sao lại, quýnh sao mà lại. Y gì vậy? Vậy nên mình đã giành được 3 trận thắng liên tiếp một cách khá là dễ dàng. Và chỉ còn một trận cuối cùng thôi là mình sẽ trở thành người chiến thắng chung cuộc. Và đây chính là vòng quay thứ tư của Vidac. Cảm ơn cho Kitsune đi. Giờ cho em chắc Kitsune không biết thắng không nữa. Ôi ôi đừng nha. Update 16 Shadow với Revive. Revive hả? Thì giữa trái Shadow và trái Revive thì Vidac đã chọn trái Revive. Một trái cũng gọi là không ngon lắm đúng không? Nên bây giờ mình sẽ quay đại một trái nào đó cũng được. Ôi anh update 17 mày. Ôi sao thì trái quỷ update 17 này đó chính là trái Soul hay còn gọi là trái Spirit, và trái này chính là một trong những trái mà gọi là Tuyu thích chơi nhất, và mình thì đang chơi ạc của Tuyu nên là các bạn biết rồi đó. Chùm đã đến. Em tính quýnh hồi đồng anh đúng không Phô? Chứ gì nữa. Quýnh hồi đồng đúng không? Quýnh hồi đồng đúng không? Quýnh hồi đồng đúng không? Đúng không? Tao cũng có để vậy. Tao cũng có để vậy. Tao cũng có để vậy. Ây da, ây da, ây da, ây da. Tôi có chịu chưa, nãy không phải chạy mày đâu. mày ui 13.000 đam đừng có đó mà phát lag. Sao nữa ơi, nhiều hàng quýnh sướng vậy, quýnh kiểu nổ đam bá đạo vậy. Nè sao nữa ui em được hồi sinh hả? Vậy có đâu, ui em được hồi sinh kìa, what the fuck. Kỹ năng, kinh nghiệm. Đâu em được thôi. Kinh nghiệm. Ôi kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Này gì lại này? Ôi da đau vậy. Ây da, ây da. Mấy cụ. Kiến thức. Sao hộp rồi. Đừng là kèo hết trời. Sao cô? Thì mình không ngờ được một điều đó chính là dán này Vidac lại lật kèo được. Thì bây giờ tỷ số đang là 3-1. Nói chung mình cũng không có gì căng thẳng cả. Bây giờ mình đang dẫn trước tới 2 bàn nữa mà. Ok, tới em nha, tới em nè. Trái nào cũng được. Nói chung gì cũng được. Em pro mà với nó. Ôi má, phải đó điện. Ui, đứng. Ui. Ai, cái gì vậy? Mặc dù update 2 nghe khá là lỏ, tuy nhiên thì nó có sở hữu trái Phonic nữa. Nói chung thì cũng khá là ngon ha. Và bây giờ thì tới lượt mình thử nhân phẩm để xem coi là nó ra trái gì nha. Update 8 trái bé. Ôi trái này đứng nhìn thôi gì á. Thì ở update 8 này mặc dù nghe nó khá là cao nhưng mà trái quỷ nó lại là trái Berry Berry Nomi. Ok, múc bàn trái Berry. Let's go. Rồi test chiêu thử nha, chiêu mạnh nhất của nó nè. Dựng cầu thang. Thôi bây giờ thì trận chiến này mình sẽ quýnh thiệt nha, mình sẽ không nhường nữa. Mày tấn công bất ngờ. Đù. Ai cũng giữ nha fan, cũng giữ nha fan. Cũng giữ nha fan. Ai cũng mạnh á, Barry cũng mạnh đó nha, cũng tấn công phủ đầu cũng ghê á. Biết anh đánh chừng nào em chết nè, em nói thiệt á. Rồi sao? Rồi vậy không chết hả? Rồi vậy không chết hả? Chỉ có 1000 đao nha. Chiêu hồi máu quan trọng là gì á. Rồi học luôn. Đứng lại nào cháu bé. Where you go I go. Thì nhờ vào sức mạnh của trái tường trắng thì mình đã tiếp tục thua Vidac thêm một trận nữa. Và tỷ số hiện tại đang là 3-2. Ok, lượt quay thứ 5 của Vidac. Mình không tin là nó dẫn nhân phẩm như vậy á. Quay. Ơi, con hắn rồi. Thì đấy chính là vòng quay sẽ giúp mình đánh bại Vidac, một trong những người đang sở hữu trái Kitsune mạnh nhất hiện tại. Ôi Vô Ôi má. Mà mua cho em mà mua cũng được. Ok, thì bây giờ trận chiến thứ 6 của tụi mình đó chính là giữa trái Kitsune và trái Mammoth nha. Thì mình đang dẫn trước một trận thắng nên là trận này cũng khá là bình thường thôi, thua cũng được. Kế hoạch của mình là thua trận này thì mình có thể thắng trận sau cũng bình thường thôi. Rồi, quýnh nha. Em không biết hình luôn. Đập, em lo được. Ôi, em chết đó Phúc, Ôi cái gì vậy? Em chết đó Phúc, anh nói thiệt. Cái gì vậy sếp? Anh nói thiệt. Cái gì vậy sếp? Chiến ngược đi. Phải chơi chiến thật mới được. Ôi má, chứ cái Kitsune khó chịu vậy, sao spam chiêu được phải nói vậy? Ây da, má đau dữ à. Ok, chơi chiến thật nha bạn, bây giờ mình núp luôn. Ê, chơi chiến thật chứ không phải chơi trúng tiệm. Rồi, dính 7. Pha này. Pha này. Rồi, chết luôn. Tao bật rồi đó, mày chơi ăn gian phải không? Ê. Mày.
Sao nữa, sao nữa, sao nữa, sao nữa? Dạ, rồi, dạ. Rồi. Dạ, rồi. Dạ, dạ. Tấn công, tấn công. Cây khoa. Thì tỷ số hiện tại đang là 3 đều và trận chiến tiếp theo sẽ là trận chiến quyết định coi ai là người chiến thắng. Ok. Ra quyết định á, ra cuối cùng luôn á. Rồi, rồi. Má. Rồi, rồi. Update 20 là update nổi tiếng nhất của Lockfoot á. Ui, là update này luôn nè. Ok, em chạy chiến sao, rocket. Tới anh nha. Ai, ai, ai. Đập mà đừng, đừng tấn công. Ai. Trương. Ui. Mày, mày, update 23, chết T-Rex. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Yo. À, tôi vô chưa có biến hình T-Rex nữa các bạn ơi. Tôi vô chưa có biến hình T-Rex nữa. Các bạn ơi, trận chiến này mình xong rồi quá. Kèo này lạc quá. Thôi, vô bánh luôn, chấp luôn, chấp luôn. Mày, ui, dẫn mạnh nha, dẫn mạnh nha. Đúng. Lãnh hàng hiên đĩa. Cao trình quá không vậy Phố? Ây da, ây da, ây da, gì vậy, gì vậy? À, mày chơi kiểu gì mày, mày chơi kiểu gì mày? Mày chơi, mày chơi gì mày? Ờ, à, nhanh quá vậy má, tốc độ nhanh vãi cứt. Đứng lại, làm ơn đừng chạy nữa, tôi cay quá rồi. Ui các bạn ơi, nó dụ mình đuổi theo nó. Nó dụ mình đuổi theo nó kìa. Lãnh hàng hiên đĩa. Mày. Ôi, ôi. Ôi, 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 ôi. Ôi, không được, không được, không, không, không chết được. Không chết được. Thằng này gào quá các bạn ơi. Má cay quá. Ok các bạn ơi, kết thúc của ván đấu này thì mình đã thua cuộc do Vidac đã chơi ăn gian nha các bạn. À, bài học rút ra video này là đừng bao giờ chơi hạt Tu Du và xài trái TS nha các bạn.